Xin chào mừng quý vị quay trở lại với Tiếp Ca. Hiện nay tôi đang có mặt tại nhà máy VinFast ở Hải Phòng. Và trước mặt chúng ta là một chiếc xe máy điện hoàn toàn mới của VinFast vừa ra mắt thị trường Việt Nam. Và ngày hôm nay cũng là một sự kiện rất trọng đại, không chỉ với VinFast mà còn cả với rất nhiều người yêu xe máy điện và yêu môi trường. Ngày hôm nay thì hãng xe VinFast bàn giao mẫu xe máy điện Evo 200 cho 100 khách hàng tiên phong trong số khoảng 18.000 đơn đặt hàng sau 2 ngày nhận cọc. Với mức giá chỉ 22 triệu đồng chưa bao gồm pin, tương đương với một mẫu xe số chạy xăng phổ biến nhất trên thị trường Việt Nam, đó chính là Honda Wave. Và có thể di chuyển hơn 200 km sau một lần sạc, Evo 200 trở thành chiếc xe 3 nhất trong lịch sử phát triển xe máy điện của VinFast. Đó là mới nhất, đi xa nhất và giá tốt nhất. Theo nhận định của chúng tôi, VinFast phát triển dòng xe Evo 200 này là để hướng đến những khách hàng là học sinh, sinh viên hoặc là những người làm văn phòng muốn chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện mà không phải cân nhắc quá nhiều về vấn đề tài chính. VinFast Evo 200 có kích thước nhỏ gọn hơn so với mẫu Clara và cũng nhỏ gọn hơn khá nhiều so với mẫu xe tay ga phổ biến hàng đầu của Honda, đó chính là mẫu Lead. Một số trang bị nổi bật phải kể đến là đèn chiếu sáng toàn bộ sử dụng công nghệ LED, cốp rộng tới 22 lít, các tính năng thông minh có định vị xe từ xa hay tự chuẩn đoán lỗi và hiển thị trạng thái xe thông qua ứng dụng VinFast e-scooter. Khác với một số mẫu xe máy điện của VinFast trước đây, Evo 200 do các nhà thiết kế người Việt tạo ra. Bên cạnh đó thì hầu hết các thành tố căn bản của chiếc xe này đều được sản xuất ngay tại nhà máy của VinFast. Có thể kể ra các cụm chi tiết được nội địa hóa như động cơ điện được đặt ở bánh sau, hệ thống khung gầm, thân vỏ, pin LFP thế hệ mới nhất, các cụm chi tiết điều khiển và nhiều linh kiện khác. Đại diện VinFast cũng cho biết chỉ có một vài chi tiết nhỏ sử dụng của các nhà cung cấp khác do VinFast đặt làm theo yêu cầu. Chính vì vậy, về cơ bản thì có thể khẳng định đây là chiếc xe được nội địa hóa trên 95%. Theo công bố thì sau mỗi lần sạc đầy pin, xe có thể di chuyển khoảng 205 km với điều kiện thử nghiệm là chở một người và di chuyển với tốc độ đều khoảng 30 cây số một giờ. Còn trong điều kiện di chuyển bình thường, đường hỗn hợp thì tầm hoạt động của xe có thể đạt khoảng 146 km. Như vậy là với một người hàng ngày đi làm hoặc là đi học, di chuyển khoảng 15 đến 20 cây số thì có thể một tuần chỉ cần sạc một lần. Evo 200 có giới hạn tốc độ ở mức là 70 cây số một giờ. Trong khi đó, mẫu Evo 200 Lite giới hạn tốc độ ở mức là 49 cây số một giờ để phù hợp với học sinh, sinh viên. Cũng như một số mẫu xe ra đời trước đó, Evo 200 cũng có thể đạt tiêu chuẩn chống nước ở mức là IP67. Với mục tiêu hướng tới khách hàng trẻ tuổi, nên Evo 200 được sơn các màu sắc trẻ trung và mang tính thời thượng. Có 5 màu sắc để chúng ta lựa chọn, bao gồm vàng, đỏ tươi, trắng ngọc trai, xanh tím than và đen nhám. Vâng, đây đúng là một chiếc xe thực sự rất hấp dẫn. Chúng tôi cũng cảm thấy hấp dẫn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với những khách hàng đầu tiên mua chiếc xe này, xem cảm xúc của họ ra sao. Tôi đặt mua chiếc xe này để dành tặng cho em gái tôi, năm nay lên lớp 10. Chiếc xe này lý do đầu tiên là kiểu dáng quá đẹp, phù hợp với lứa tuổi học sinh và mức giá cũng phù hợp với cả khả năng tài chính nên là quyết định đặt mua xe này. Trước tiên là về độ tin tưởng, tôi được đi thăm nhà máy này là quyết định mình là chính xác, tại vì quy mô nhà máy rất là hoành tráng, đầy đủ trang thiết bị để sản xuất chiếc xe chất lượng đảm bảo để mua cho học sinh em đi lại an toàn. Lý do mình chọn VinFast Evo thì nó sản phẩm nó phù hợp với đại đa số người dùng, ở nhà ai cũng có thể đi được. Bản thân mình đi, mình làm bên giao hàng thì hàng ngày di chuyển của mình khoảng tầm 100 đến 150 cây, có thể sẽ giảm được tương đối nhiều so với xe mình đang sử dụng. Một phần là ủng hộ thương hiệu hàng Việt, một phần là mình muốn thử sang trải nghiệm mới là thay bằng xe xăng bằng xe điện. Em thấy là xe này cũng khá là thời trang và trẻ trung. So với cả Vespa thì nó khá là tương đương ấy. Công việc của em thì là làm văn phòng, hàng ngày thì quãng đường di chuyển cũng không nhiều, chủ yếu là đến cơ quan và đón con. Thứ nhất thì là thương hiệu VinFast thì cũng nổi tiếng ạ. Cũng có nghe về chế độ hậu mãi các thứ và xe thì giá cả hợp lý, phù hợp với cả túi tiền, mà cũng là một cái trải nghiệm đầu tiên của xe điện nên là em cũng muốn thử sang dòng xe mới của VinFast. Như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau trải nghiệm rất nhanh mẫu xe máy điện VinFast Evo 200, một chiếc xe máy điện nhỏ gọn, xinh xắn với mức giá rất cạnh tranh mà tầm hoạt động rất xa. Và quý vị đánh giá sao về chiếc xe này? Nó có thực sự phù hợp trong điều kiện sử dụng ở Việt Nam hay không? Nó có thực sự tiềm năng hay không? Chúng ta cùng nhau chia sẻ bằng cách bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và ủng hộ Tiếp Ca.